vitamin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Ngọc mai xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em ở tần số là 98,9 MHz tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, cùng với đó là tần số 101,7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Quý vị thính giả thân mến, trẻ thường xuyên quấy khóc đêm, ra mồ hôi trộm, đó là những vấn đề làm không ít bậc phụ huynh lo lắng không yên. Vậy tại sao trẻ lại gặp phải tình trạng như vậy? Cách xử lý ra sao đối với những trường hợp này làm cho cha mẹ an nhàn hơn? Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng Tôi sẽ có câu trả lời cho quý vị và các bạn. Và với chủ đề là trẻ khuấy cốc đêm, nguyên nhân và giải pháp thì đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Ngọc Mai xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, đó là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. À lời đầu tiên thì Ngọc Mai xin được gửi lời chào đến bác sĩ Lê Thị Hải và xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào quý thính giả của kênh Joy FM. Xin chào MC Ngọc Mai. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng Previptin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a.bác sĩ tư vấn.vn quý vị thân mến, bác sĩ thân mến, ở việc trẻ thường khóc vào ban đêm thì khiến cho nhiều bà mẹ cảm thấy rất là lo lắng và biết được nguyên nhân cũng như là cách khắc phục khi trẻ quấy khóc đêm sẽ giúp các bà cha mẹ yên tâm hơn khi chăm cho các bé và mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phần trò chuyện đầu tiên của Ngọc Mai cùng với bác sĩ Lê Thị Hải để có được những cảm nhận đầu tiên, những hiểu biết đầu tiên về chủ đề ngày hôm nay, đó là chủ đề. À, giải pháp và nguyên nhân của trẻ quấy khóc đêm. À, câu hỏi đầu tiên mà Ngọc Mai muốn được nhờ bác sĩ Lê Thị Hải tư vấn ạ. À. À, thưa bác sĩ, hiện tượng trẻ quấy khóc đêm đó là hiện tượng như thế nào và tại sao lại xuất hiện ạ? À? Ừ, vâng, à, chúng ta đều biết là đáng nhẽ thì uh, ban đêm là cái uh, thường là cái giấc ngủ uh, sẽ phải đến với trẻ nó rất là dễ dàng đấy. Thế còn với những cái đứa với những cái trẻ mà uh, có cái hiện tượng quấy khóc đêm thì cháu thường biểu hiện bằng cách bằng cụ thể thứ nhất là cháu rất khó vào giấc ngủ ngay cả trẻ nhỏ cũng vậy và đối với trẻ lớn cũng vậy nằm cứ trằn trọc lăn bên nọ lăn bên kia không ngủ được hay là đang đi ngủ thì chỉ có một tiếng động mạnh thôi cháu cũng giật thót mình tỉnh dậy thế rồi là một cái điều hiện nữa là nó ngủ nó không yên cho nên nó cứ lăn bên nọ lăn bên kia đầu gối nó cứ trà sát vào à, gối hoặc là trào sát vào trên giường thế nên nó gây ra rất là nhiều những hiện tượng rụng tóc dạ. thế rồi bên cạnh những cái tình trạng chặn chọc những cái, những cái cơn khóc ngoài ban đêm như vậy thì trẻ lại thường ra rất là nhiều mồ hôi khi ngủ làm cho trẻ càng ngứa ngáy khó chịu hơn thế và chính cái giấc ngủ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình trạng ăn uống của trẻ cũng như là cái tình trạng tinh thần của trẻ và cuối cùng thì đã dẫn đến cái tình trạng dẫn đến những cái hậu quả là cho trẻ em của chúng ta chậm lớn hoặc là những cái biểu hiện uh, khác mà do ảnh hưởng đến cái giấc ngủ ví dụ như ảnh hưởng đến chiều cao ảnh hưởng đến thể hình các thứ của cháu sau này dạ vâng ạ à, như bác sĩ chia sẻ thì à, khó ngủ hay quấy khóc nước cụt hay ra mồ hôi trộm mâm đen chính là hiện tượng quấy khóc đêm ở trẻ à, vậy thì liệu những cái biểu hiện này có phải là biểu hiện của một bệnh lý nào đó hay không ạ thưa bác sĩ À đầu tiên chúng ta phải nói về cái tình trạng quấy khóc những trẻ quấy khóc vào ban đêm ý, thì người ta chia ra là quấy khóc bên đêm sinh lý hay là quấy khóc bên đêm nó nói chung là những cái hiện tượng nó không phải là bệnh lý dạ. và cái thứ hai nữa là cái quấy khóc là do bệnh lý. Thế thì đầu tiên ấy thì chúng ta nói là cái dấu hiệu của để nếu mà hỏi về cái dấu hiệu bệnh lý thì phải nói là cái tình trạng quấy khóc ban đêm. Hàng đầu chúng ta hay gặp đó là tình trạng thiếu canxi. Dạ, Bởi vì là chính canxi là một cái vi chất mà nó rất là quan trọng. À, tuy là nó thành phần chính cấu tạo của xương thì chúng ta biết là trong cơ thể của chúng ta 99% canxi là tập trung ở xương. Chỉ có 1% canxi lưu hành ở trong máu thôi nhưng mà một cái phần trăm đó nó cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng điều hòa cái hệ thống thần kinh thực vật trong cơ thể của chúng ta. Thế thì khi mà hệ thống thần kinh thực vật ở đây thì chúng ta biết là tất cả những cái tuyến tiêu hóa này, tuyến mồ hôi rồi rồi tim rồi phổi tất cả những cái tuyến này, ruột hoạt động thứ vân vân là đều do cái hệ thống thần kinh thực vật điều khiển. Đấy rồi kể cả những cái vấn đề về cảm xúc các thứ rồi tuyến cân đều ra. Thế thì khi mà canxi nó thiếu thì nó làm cường cái hệ thần kinh giao cảm. Cho nên nó làm cho đứa trẻ trong cái thị tráng thần kinh là luôn kích thích rất là khó chịu. Cho nên là cái cháu nó mới cứ chằn chọc lăn bên nọ lăn bên kia và nó rất là khó vào giữ ngủ. Thế thì phải nói đầu tiên nguyên nhân hàng đầu là nó là thiếu canxi Đấy là chúng ta vậy? hay gặp nhất. Mà thiếu canxi ở trẻ em thì cũng là nguyên nhân à, chính là cái nguyên nhân của bệnh còi xương. Thế cái nguyên nhân dẫn đến thiếu canxi thì lại là do thiếu ngoài thì thì lại là do thiếu vitamin D, Đấy thiếu sao? vitamin K hoặc ngoài thiếu canxi ra thì còn có thể do thiếu một số các cái vi chất dinh dưỡng khác ví dụ như là một số cháu thiếu magie, thiếu kẽm chẳng hạn thì cũng rất thay quấy khóc về đêm chứ không phải một mình thiếu canxi tóm lại thì cái dấu hiệu bệnh lý hàng đầu hay gặp cho cái tình trạng trẻ hay quấy khóc vào đêm về nguyên nhân về bệnh lý thì thường là à, chủ, thường là do các cái nguyên nhân là là do thiếu canxi, Đấy do sao? thiếu các cái vi chất dinh dưỡng thế còn thì các cái dấu hiệu khác mà không phải là bệnh lý thì cũng có thể có rất là nhiều trường hợp ví dụ như là có những trường hợp là do cái cái nhiệt độ ở trong phòng của chúng ta nóng quá chẳng hạn dạ nó không thông khí làm cho đứa trẻ nó nóng bức nó khó chịu thế rồi cái thứ hai nữa là có những cháu là ví dụ như là do cái vấn đề vệ sinh cháu đi đại tiện tiểu tiện ra không được thay giặt không được thay cháu ngứa ngay khó chịu cháu dạ cũng vâng à. khóc lên hay là trong những trường hợp mà các cháu nó ăn tối nó ăn ít quá chẳng hạn nó đói nó cũng khóc đấy ví dụ như thế thì à, giữa cái quấy khóc về sinh lý và bệnh lý thì nó cũng có những cái biểu hiện khác nhau và chúng ta cũng hoàn toàn là có thể có thể dựa vào để chúng ta có thể phân biệt. Dạ vâng ạ, à, bác sĩ thì cũng vừa chia sẻ đó là à, khi mà trẻ bị quấy khóc đêm thì có lẽ là do hai trường hợp xảy ra đó là à, trẻ bị à, quấy khóc do sinh lý hay là do bệnh lý đúng không ạ? Về cái vấn đề sinh lý thì có thể là do trẻ đại tiểu tiện mà không được thay giặt ngay, hay là trẻ quấy khóc do là nóng hoặc là lạnh, cũng có thể là do à, trẻ quấy khóc do là không được thoải mái trong cơ thể, cũng có thể là do vấn đề về bệnh lý mà bác sĩ chia sẻ đó là à, nguyên nhân hàng đầu là do thiếu canxi. À, tuy nhiên là bác sĩ cũng vừa chia sẻ như vậy nhưng Ngọc Mai vẫn còn rất là hoang mang. Ngọc Mai không biết được rằng liệu chúng ta có thể phân biệt như thế nào giữa trẻ quấy khóc do thiếu canxi với những cái trường hợp mà sinh lý thưa bác sĩ. Ừ, vâng à, thì chúng ta có thể phân biệt được cái tình trạng uh, trẻ quấy khóc thì sinh lý cũng như là cái tình trạng mà trẻ quấy khóc bình với cái tình trạng bệnh lý là như dạ thế này vâng. ví dụ như là nếu như là tình trạng thiếu canxi thì ngoài cái tình trạng quấy khóc ra thì trẻ còn kèm theo các cái dấu hiệu khác nữa ví dụ như với những cháu thiếu canxi hay thiếu kẽm hay là thiếu các cái vi chất dinh dưỡng khác ấy thì ngoài cái quấy khóc ra thì thường cháu ra rất là nhiều mồ hôi đấy mồ hôi ra đầm đìa bởi vì canxi thì nó tham gia vào cái hệ thống thần kinh thực vật đặc biệt là điều hòa các cái tuyến nội tiết trong cơ thể trong đó có tuyến mồ hôi cho nên là khi thiếu canxi nó làm cường thần kinh giao cảm hệ thần kinh giao cảm thì lại điều hòa cái hoạt động của tuyến mồ hôi cho nên nó làm cho cái tuyến mồ hôi hoạt động quá mức cho nên là các cháu tướt ra mồ hôi rất nhiều mà chúng ta hay gọi là hiện tượng ra hôi trộm tức là cái tình trạng mà ra vào ban đêm và kể cả đứa trẻ đang ngủ, uh, trời có thể lạnh hay là thậm chí mùa hè nằm điều hòa nhưng mà những cái cháu này mồ hôi ra rất là đầm đìa, đấy là nó kèm theo cái dấu hiệu đấy. Cái dấu hiệu thứ hai nữa là cháu cho trần, chọc nó lăn bên nọ lộn bên kia thế cho nên nó tạo thành một cái dấu hiệu tóc rụng, vành khăn ở sau gáy mà chúng ta gọi là dấu hiệu chiếu liếm đấy, dạ, tức là à? một cái vành trắng uh, đi từ mang tai bên nọ sang mang tai bên kia, đấy nó cứ lăn lăn lộn như thế nó cũng hiện rụng tóc có thứ dạ, như thế à? chúng ta. Thế rồi ngoài ra là còn biểu hiện đối với trẻ nhỏ nữa thì nó còn biểu hiện với cái thóp thì chậm liền này hay là đầu xuất hiện những cái biếu vân vân có cả. nghĩa là nó kèm theo những cái dấu hiệu của cái bệnh thiếu canxi đấy thì đấy là cái là chúng ta nói về cái hiện dấu hiệu bệnh lý. Thế còn thì chúng ta phân biệt với trường hợp mà không phải là những cái do nguyên nhân đấy thì ví dụ như là à, tôi nói ví dụ như là do nguyên nhân ví dụ như cho do là thời tiết ví dụ như phòng nóng quá này hay là chúng ta để nó không thông thoáng để trẻ khó chịu này thì chúng ta chỉ cần thay đổi uh, nhiệt độ trong phòng mở cửa cứ tu hoáng thứ ra thôi thì cháu nó sẽ tự nhiên nó hết luôn nó không nó không thường kèm theo những cái dấu hiệu kia hay là ví dụ như trường hợp mà chúng ta thấy mà cháu quấy khóc lên cái chúng ta ta thấy là cái bỉm cái thứ chưa thay chúng ta thay chúng ta lau chùi sạch sẽ cho cháu dạ. thì cháu lại vỗ cái cháu lại ngủ yên luôn hay là trường hợp mà cháu bị đói chẳng hạn thì bà mẹ chỉ cần cho con bú thôi hay cho con ăn thêm thằng ấy thì sau khi ăn xong thì cháu lại ngủ yên giấc thì đấy thì khi mà nó không kèm theo những cái dấu hiệu như tôi nói ở trên mà nó chỉ có những cái quấy khóc đơn thuần mà chúng ta tìm đầu tiên chúng ta nghĩ đến những cái nguyên nhân thông thường mà chúng ta uh, cải thiện những cái nguyên nhân đấy đi thì cháu nó sẽ hết quấy khóc nó sẽ ngủ ngon lành thì đấy là cái tình trạng gọi là À, gọi là uh, quấy khóc sinh lý thế còn thì, nếu mà kèm theo những cái dấu hiệu như tôi nói là da mô hôi trộm này thế rồi dọc tóc dụng vành khăn này thế rồi là dấu hiệu uh, chiếu liếm đấy thế rồi những cái, cái dấu hiệu như là đầu thóp chậm liền này hay là dấu hiệu biếu chán rô này đầu bẹp của thứ vân vân thì đấy là những cái dấu hiệu của thiếu canxi si và đấy là người ta gọi là quấy khóc ban đêm bệnh lý dạ vâng ạ à, qua những chia sẻ của bác sĩ lê thị hải thì chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được quấy khóc ở trẻ à, sinh lý và bệnh lý về sinh lý thì ngay khi chúng ta khắc phục những điều đó ví dụ như là à, làm cho trẻ à, không bị nóng không bị lạnh quá hay là cho trẻ ăn cho trẻ đỡ đói hay là thay ngay khi à, trẻ đại tiểu tiện thì trẻ cũng có thể hoàn toàn là hết khóc đêm à, tuy nhiên với vấn đề về quấy khóc về bệnh lý thì chắc chắn là à, sẽ kèm theo một cái số dấu hiệu như là trẻ bị da mồ hôi à, thóp chậm liền hay là rụng tóc vành khăn à, ngọc mai trước đây thì thường suy nghĩ rằng à dụng tóc vành khăn tức là khi trẻ bị thiếu canxi mới xảy ra trường hợp đó nhưng có lẽ là khi thiếu canxi thì có lẽ do trẻ lăn lộn nhiều quá thì mới xảy ra trường hợp này đúng không ạ thưa bác sĩ. Vâng đúng là như vậy. À, dạ vâng ạ. À vậy thì khi mà à, trẻ bị thiếu canxi kéo dài, da mồ hôi trộm kéo dài và quấy khóc đêm kéo dài như vậy thì liệu hậu quả là gì thưa bác sĩ? Vâng. Ờ, thì chúng ta biết là cái cái tình trạng mà thiếu canxi mà dẫn đến cái tình trạng quấy khóc ở đêm thì lúc đầu ấy, thì nó chỉ là những cái biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật thôi thì làm cho đứa trẻ nó rất là khó chịu nó quấy khóc ngủ và chúng ta đều biết là nếu như mà để cái tình trạng lâu dài thì chúng ta biết là cái giấc ngủ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển của đứa trẻ nhất là những cái trẻ nhỏ thì người ta nói là cái giấc ngủ đêm làm cho đứa trẻ dài ra. Câu nó nó hoàn toàn đúng bởi vì là nếu như những cái cháu nào nó ngủ ngon giấc, ngủ được về đêm, ngủ sâu được đặc biệt là cái tầm khoảng từ độ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm chẳng hạn ấy, cái tầm đấy thì cái hóc môn tăng trưởng nó tiết ra nhiều hơn như các bé ấy, mà ngủ ngon giấc thì thường bao giờ phát triển chiều cao cũng rất là tốt và ừ. chúng ta đều biết là khi mà được ngủ ngon giấc thì sáng chủ dậy là trẻ rất là vui vẻ và nó ăn uống rất là tốt thì các cháu sẽ lên cân tốt thế nhưng mà những cái trẻ mà quấy khóc như này chúng ta không khắc phục thì đầu tiên là nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cháu tức là ăn kém ngủ kém thì chắc chắn là sẽ còi cọc và chậm lớn không lên tăng cân không phát triển chiều cao thứ vân vân nhưng cái quan trọng hơn nữa là khi để cái tình trạng này nó kéo dài thiếu canxi kéo dài thì nó sẽ dẫn đến bệnh còi xương ở trẻ mà còi xương ở trẻ ở đây thì chúng ta biết là cái giai đoạn đầu dối là thần kinh thực vật sang cái giai đoạn sau thì nó sẽ gây những tình trạng biến dạng xương đấy ví dụ như những cháu còi xương thì sẽ dẫn đến nào thì đầu bẹp này chán rô nào lồng ngực rô này chân vòng kiềng này Đấy, các thứ vân vân tất cả những cái chuỗi hạt sườn các thứ vân vân tất cả những cái biến dạng về lồng nhất là những cái biến dạng về lồng ngực thì những đứa trẻ này lại rất là thường rất là thường hay bị uh, bị những cái bệnh về phổi thế hay là cái cái tình trạng thiếu canxi si mà để làm cho cái tình trạng cái mồ hôi trộm các cháu ra quá nhiều chẳng hạn thì cái mồ hôi ấy xíng cái mồ hôi nó lại ngấm lại lạnh đứa trẻ và thường những cái cháu này thì thường xuyên đã bị viêm đường hô hấp trên đầu tiên là viêm phế đầu tiên là có thể viêm họng viêm thanh quản và sau cùng là có thể viêm phổi đấy thế cho nên là dẫu, hậu quả của nó là nó có dẫn đến nhiều và cái hậu quả lâu dài nữa thì nó làm cho cháu sẽ chậm phát triển về thể chất đặc biệt là chậm phát triển chiều cao. Thế cho nên là cái cái hậu quả sau này để lại rất là nhiều cái hậu quả không tốt cho sức khỏe. Tuy là nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của các trẻ sau này. Mà chúng ta đều biết bây giờ thì hầu hết các bậc phụ huynh của chúng ta ngoài việc mà nuôi cho con khỏe mạnh ra thì cái điều mong muốn con có một cái chiều cao tối đa, Thế con dạ. có một cái hình dáng đẹp, cái thứ vân vân thì đều ai cũng mong muốn. Chứ ví dụ một đứa trẻ lớn lên vừa thấp vừa bé, xong lại quần chân vòng kiềng lại dùng được ngồi rô cái thứ vân vân thì tôi nghĩ là không có ai mong muốn được cái điều đó. Mà nhưng nếu như chúng ta cứ để tình trạng cuối khóc đêm kéo dài dẫn làm cho trẻ bị còi xương nặng thì hậu quả cuối cùng là sẽ dẫn đến những tình trạng đấy. Dạ vâng ạ. À, đó là những lời khuyến cáo của bác sĩ Lê Thị Hải dành cho tất cả quý vị thính giả. Với những người mà có con đang quấy khóc đêm, thì hậu quả tất yếu ngay trước mắt có thể nhìn thấy đó là trẻ ăn kém, ngủ kém hơn, à, không tăng cân, không phát triển chiều cao và lâu dài thì sẽ gây còi xương hay là biến dạng xương rất nguy hiểm, gây ra rất là nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ. Và với những cái hậu quả nghiêm trọng như vậy, thì có lẽ ngay lúc này tất cả quý vị thính giả của kênh em đang rất muốn lắng nghe bác sĩ Lê Thị Hải có thể tư vấn chia sẻ thấu đáo đến quý vị đó là có cách nào để có thể khắc phục được cái tình trạng quấy khóc đêm ở trẻ do so bị thiếu canxi ạ thưa bác sĩ. À, vâng. Thế thì khi mà chúng ta đã xác định được cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng quấy khóc đêm của trẻ là do thiếu canxi thì đương nhiên đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái việc là chúng ta phải bổ sung canxi đúng không ạ chúng ta phải bổ sung canxi cho trẻ dạ và dạ. bổ sung canxi cho trẻ thì hoặc là bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng các cháu thiếu ví dụ như bổ sung thêm kẽm bổ sung thêm me nhê rồi bổ sung thêm vitamin D vitamin K vân vân nói chung là bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng thế rồi được cho trẻ tắm nắng các thứ vân vân rồi là cái chế độ ăn chúng ta phải khắc phục nhiều thứ khác nữa thì sẽ giúp cho cái việc hấp thu canxi nó tốt hơn nó đầy đủ hơn mà khi hết được cái tình trạng thiếu canxi thì đương nhiên là cái tình trạng quấy khóc đêm của trẻ cũng sẽ giảm và cuối cùng sẽ hết và trẻ lại bắt đầu trở lại cái tình trạng sinh lý bình thường cháu lại ăn tốt ngủ tốt và đương nhiên lúc này thì cháu sẽ phát triển tốt hơn. Dạ vâng ạ. À, vậy thì uh, xin bác sĩ hãy cho biết thêm đó là khi mà bổ sung canxi cho trẻ thì chúng ta cần lưu ý điều gì hay không ạ thưa bác sĩ? Vâng. Ờ, thế thì đương nhiên khi bây giờ nói đến cái tình trạng còi xương hay là tình trạng thấp chiều cao cái thứ ở trẻ thì các bậc phụ huynh của chúng ta nhất là các bà mẹ bây giờ thì cũng rất là thông thái nghĩ ngay đến việc là chúng ta bổ sung canxi cho con. Đấy. Dạ. Thế bởi vì là sao? Bởi vì canxi thì có rất là nhiều trong thức ăn chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung canxi qua cái đường ăn uống ví dụ như là cho cháu uống sữa ăn các chế phẩm từ sữa hay là ăn rau xanh nhiều thế hay là có thể là ăn các cái loại tôm cua cá nhỏ thứ vân vân thì chúng ta hoàn toàn canxi là có thể bổ sung qua từ thức ăn thực phẩm hàng ngày Thế nhưng có một điều là vitamin D ấy, thì dạ. lại không có trong thức ăn mấy dạ, vâng Thế vâng. cho nên là cái việc bổ sung vitamin D là rất cần thiết Thì cái bổ sung vitamin D ở đây, ấy, cái một trong những cái cách tự nhiên tốt nhất là theo cái cơ thể tự tổng hợp được vitamin D qua da Dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời ấy, thì cái việc cho con tắm nắng là rất là quan trọng đúng không ạ Thế nhưng mà cũng có một điều là nhất là ở miền Bắc của chúng ta thì lại có cái 6 tháng mùa đông Trời thì lại rất là lạnh như thế này, không có ánh nắng Thế rồi cho các cháu ra thì các cháu lại sợ bị viêm đường hô hấp các thứ vân vân cho nên là nhiều hay là có những gia đình quá chật trội không có chỗ để cho con ra tắm nắng hay là sống ở trên những nhà cao tầng cũng thế dạ. trên những cái chung cư rất cao tầng thì cũng ít có điều kiện cho con tắm nắng. Dạ, thế vâng thì ạ. trường hợp đấy làm sao chúng ta phải bổ sung vitamin D đúng không ạ? Thì ai cũng biết là phải bổ sung vitamin D rồi. Thế nhưng mà có một cái nữa, một cái vitamin rất là quan trọng đó chính là MK7 thì tôi nghĩ cũng không phải là nhiều các bậc phụ huynh biết đến. Bởi vì cái MK7 thì nó lại có một vai trò rất là quan trọng là trong cái việc là nó dẫn truyền đưa canxi từ máu vào trong xương. Chúng ta biết là bình thường khi canxi được hấp thu vào trong cơ thể ở ruột non thì nhờ tác động của vitamin D3. Có vitamin D3 thì mới hấp thu đưa canxi được vào trong máu. Thế nhưng mà canxi vào trong máu thì lại tự canxi không chạy đến xương mà nó lại phải qua một cái protein vận chuyển canxi. Nó có tên là oscancin. Cái protein này thì do các cái tế bào tủy cốt bào ở trong xương sản xuất ra. Thế nhưng mà cái protein này thì nó lại chỉ hoạt động khi có tác động của MK7. Thế cho nên là khi mà thiếu MK7 thì nó sẽ không trở thành thể hoạt động cho nên nó không sẽ không vận chuyển được canxi thế cho nên phải nói là cái vai trò của MK7 ở đây chính là nó kích hoạt cái protein để protein này từ thể không hoạt động trở thành thể hoạt động và khi nó trở thành thể hoạt động thì nó mới vận chuyển đưa canxi đến xương đến những nơi cơ thể của chúng ta cần và đồng thời lại đưa canxi ra khỏi những nơi cơ thể của chúng ta không cần ví dụ như chúng ta biết là cái tình trạng uống thừa canxi thì có thể gây tình trạng sỏi đường thận tiết niệu các thứ vân vân hay là nó uh, lắng động ở các cái mạch máu gây vôi hóa mạch máu hay là lắng động ở các cái cơ gây tình trạng vôi hóa các cái mô mềm hoặc là cái cơ vân vân thế chính vì vậy cho nên là cái vai trò em MK7 là vô cùng quan trọng và chúng ta cũng thấy được cái tầm quan trọng mà khi bổ sung canxi cho con thì các bà mẹ nhớ là chúng ta phải bổ sung đồng thời vitamin D3 và MK7 bên cạnh đó thì những cái vi chất dinh dưỡng cũng rất quan trọng à, làm cái rối loạn giấc ngủ của trẻ đó thì chính là chỉ là tình trạng thiếu magie rất dạ. là chỉ dạng thiếu kẽm thế cho nên là chúng ta phải bổ sung đồng thời những cái vi chất dinh dưỡng đó thì mới mang lại hiệu quả chứ còn chỉ có chồng chạc uống một mình canxi không thì nhiều khi không mang lại hiệu quả cho nên rất nhiều trường hợp chúng tôi gặp là bà mẹ nói là đã bổ sung canxi cho con rồi hay là thậm chí là xét nghiệm nồng độ canxi trong máu của con bình thường mà tại sao cháu vẫn có những cái dấu hiệu của còi xương, vẫn có những cái dấu hiệu rối loạn giấc ngủ ban đêm. Dạ vâng ạ. À, đó là những chia sẻ vô cùng chi tiết từ bác sĩ Lê Thị Hải về chủ đề ngày hôm nay, đó là nguyên nhân và giải pháp của trẻ quấy khóc đêm và nếu như quý vị thính giả có những thắc mắc và băn khoăn xung quanh chủ đề này của chúng tôi, cũng như là tất cả các vấn đề về dinh dưỡng nói chung, à, nhất là những bậc phụ huynh đang có những cái thắc mắc và băn khoăn xung quanh vấn đề dinh dưỡng dành cho con trẻ của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy lên đăng ký câu hỏi ngay từ bây giờ. Quý vị nào đăng ký sớm thì chắc chắn là sẽ được chúng tôi kết nối sớm quay trở lại trong phần 2 của chương trình để được bác sĩ Lê Thị Hải tư vấn. À và quay trở lại với phần trao đổi cùng với bác sĩ Lê Thị Hải. À, bác sĩ thân mến là bác sĩ thì cũng vừa chia sẻ đó là cái chế độ ăn uống đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bổ sung canxi cũng như là các chất các vitamin cần thiết cho trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện đúng không ạ? À về tình Ngọc Mai có một câu hỏi như thế này muốn được uh, bác sĩ tư vấn. À ví dụ như là bác sĩ chia sẻ là chúng ta cần phải bổ sung đồng thời MK7, vitamin D3 cũng như là canxi. Uh, vitamin D3 thì chúng ta cho trẻ ra ngoài tắm nắng rồi Hoặc là nếu không có điều kiện tắm nắng Thì chúng ta có thể uh, bổ sung uh, oh. những cái uh, thực phẩm có chứa vitamin D3 Đúng không ạ? Những uh, nhỏ giọt vitamin D3 vào buổi sáng cho các con uh, Còn MK7 và canxi thì sao ạ? Trong những bữa ăn hàng ngày thì bác sĩ có thể đưa ra một vài cái lời uh, chia sẻ uh, Một vài thực đơn gợi ý cho các bậc phụ huynh được biết là Chúng ta có thể sử dụng những món ăn như thế nào Để uh, bổ sung đầy đủ những canxi và MK7 trong bữa ăn cho các con ạ à, Vâng À, nói về cái bổ sung đồng thời cái bộ ba vitamin d 3 canxi nano canxi và mk 7 thì chúng ta như là tôi đã phân tích ở trên thì canxi thì rất là dễ canxi thì chúng ta đầu hết là trong thức ăn rất là nhiều canxi và đặc biệt đối với trẻ nhỏ ví dụ như trong 6 tháng đầu cháu, cháu hoàn toàn ăn sữa thôi thì nguyên nếu mà cháu ăn đủ cái lượng sữa mẹ thì hoàn toàn đã có thể cung cấp đủ cái nhu cầu canxi cho trẻ dạ. hay là những đứa trẻ mà uh, Ăn sữa bột công thức cũng vậy thôi thì nếu như là uống đủ cái lượng sữa theo cái nhu cầu của cháu thì hoàn toàn có thể cung cấp gần đủ cái nhu cầu canxi. Nhưng mà tại sao các cháu bố mẹ cũng vẫn bị còi xương, thế rồi là ăn sữa bột công thức cũng vẫn bị còi xương bởi vì là cái canxi đó nó không hấp thu được do thiếu vitamin D và thiếu MK7. MK7 thì thiếu vitamin D thì không hấp thu được canxi vào trong máu và thiếu MK7 thì MK7 không có cái chất để kích kích hoạt cái protein vận chuyển canxi đưa canxi vào xương cho nên là dẫn đến cái tình trạng rối loạn giấc ngủ và quấy khóc ban đêm của trẻ như vậy. Thế thì ở đây thì nếu như nói về cái chế độ ăn ấy thì chúng ta biết là canxi là hoàn toàn có thể bổ sung qua chế độ ăn được. Đấy. Thế mà cùng cùng lắm không nữa thì chúng ta trong những trường hợp mà đứa trẻ nó lười uống sữa hay là nó không chịu ăn các cái thực phẩm giàu canxi thì chúng ta có thể uống thêm canxi hay là vitamin D3 cũng vậy, chúng ta có thể tắm nắng không tắm nắng để chúng ta có thể bổ sung các cái dạng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc có chứa vitamin D3 hoàn toàn thì chúng ta có thể phòng ngừa. Thì tôi biết là hiện nay tất cả các cái bệnh viện uh, sản thì người ta thì khi mà bà mẹ khi sinh em bé xong ra viện thì bao giờ bác sĩ sản cũng kê cho bà mẹ luôn một cái lọ vitamin D về nhà vòng cho nên bây giờ tôi thấy là hầu hết 100% các cháu là sau khi sinh là được uống vitamin D rất nhiều chỉ còn khoảng độ khoảng dưới 10% là các cháu không có được uống cái này hay là những cái cháu mà sinh ở những cái vùng quê và kiểu như là ở những cái bệnh viện đó mà các bác sĩ người ta chưa còn hầu như các cháu sinh ở Hà Nội thì tôi thấy là 100% gần như là các cháu về đều uống vitamin D rồi. Thế nhưng mà có một cái vitamin MK7 thì tôi nghĩ là rất là khó mà có thể bổ sung cho các cháu qua chế độ ăn uống bởi vì chúng ta biết là mk bảy thì nó có nhiều ở trong số một số loại rau xanh cũng có thế mà các cháu còn nhỏ thì nó cũng chẳng ăn được rau mà ăn cũng chẳng đáng được bao nhiêu cái điều thứ hai nữa là một cái món ăn mà rất nổi tiếng không phải của nước ta mà lại chính là của nhật bản đó là cái đậu tương lên men tức gì? là cái món ăn của nhật bản thì à. mới chứa nhiều mk bảy thế thì thứ nhất là đối với ngay cả người lớn của chúng ta chúng ta cũng chưa ăn cái món đấy bao giờ nó phải vì nó không phải là cái món ăn của người việt nam của chúng ta và thứ hai là nếu không ăn quen thì cũng rất là khó ăn và đối với trẻ nhỏ thì lại càng khó ăn, cho nên là mà bổ sung vitamin K2 qua rau thì các cháu nó còn nhỏ quá, nó cũng chẳng ăn được rau nhất là dạ trong à. cái giai đoạn trẻ ăn dặm hay là trong cái giai đoạn cháu nó còn đang bú mẹ thì làm sao nó ăn được rau? Ví dụ thế thì mà có bổ sung thì cái lượng nó cũng không đáng kể. Thế cho nên phải nói là em vừa 7 là một cái mà chúng ta rất là khó bổ sung qua chế độ ăn uống. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta hoàn toàn một cái chế độ ăn là chúng ta cho trẻ ăn uh, các chế phẩm sữa, chế phẩm từ sữa, có thể sữa chua, có thể phô mai là hoàn toàn hoặc uống sữa hoặc, hoàn toàn có thể cung cấp đủ canxi. Thế rồi là chúng ta tắm nắng mà chúng ta bổ sung vitamin D cũng hoàn toàn cũng có thể được. Nhưng riêng MK7 thì bổ sung có thức ăn rất là khó. Dạ, Thế hả? chính vì vậy cho nên là hiện nay trên thị trường thì đã có một cái, những cái sản phẩm là người ta đã... À, cho đồng thời tất cả các cái vi chất dinh dưỡng này vào trong cùng một sản phẩm. Ví dụ như là cái sản phẩm đều chứa cả vitamin D3, đều chứa cả canxi và lại lại canxi dạng nano rất là dễ hấp thu với trẻ và đặc biệt là MK7 là một cái vitamin mà chúng ta rất có thể khó cung cấp qua chế độ ăn. Thế thì hiện nay trên thị trường thì chúng tôi tôi được biết là có cái, cái, sản phẩm cái dòng sản phẩm của công ty dược phẩm Vinh Gia đó là sản phẩm uh, Vitin và Previtin là cái sản phẩm mà có chứa đầy đủ những cái bộ ba dưỡng chất này và còn chứa thêm những cái dưỡng chất dinh dưỡng khác nữa để giúp cho em bé của chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng da mồ hôi trộm cũng như là cải thiện được tình trạng còi xương cũng như là cải thiện được cái uh, tình trạng chậm phát triển chiều cao của trẻ. Dạ vâng ạ. À, vậy thì uh, nhân tiện bác sĩ vừa chia sẻ vừa giới thiệu đến quý vị thính giả uh, một uh, các loại sản phẩm mà bác sĩ tin tưởng và đáng uy tín. Uh, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm là liệu là cách dùng liều dùng những cái sản phẩm này như thế nào là phù hợp với các trẻ ở mỗi giai đoạn một mỗi lối tuổi thưa bác sĩ? Vâng thì khi mà nói đến cái tình trạng quấy khóc đêm của trẻ thì chúng ta thường nói đến những cái trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Đấy, hoặc là lớn hơn thì cũng có, ví dụ như là 5 6 tuổi thì cũng có những cái cháu nó cũng vẫn chằn trọc khó ngủ, vẫn có tình trạng thiếu canxi chúng tôi vẫn gặp hay là cái tình trạng đau xương tăng trẻ ở cái lứa tuổi mẫu giáo thì chúng tôi cũng vẫn rất là rất là gặp các cháu nó đêm nó không khóc nhưng mà nó cũng chằn chọc khó ngủ rồi nó kêu đau nhức xương các thứ vân vân chúng ta cũng gặp rất là nhiều. Thế thì cái sản phẩm phải nói đến là bổ sung cho trẻ nhỏ dưới 10 tuổi ấy, thì có dạ, hai hả? cái sản phẩm cốm là Previtin 2 và Previtin 3 của công ty Dược phẩm Nhân Gia. Thế về cái điểm giống nhau giữa hai cái sản phẩm này thì đây đều là cái sản phẩm chứa bộ ba canxi nano và MK7. Đấy là cái điểm giống nhau thứ nhất. Nhưng cái điểm khác nhau ở hai cái... và cái điểm giống nhau thứ hai là đều là cái dạng cốm cho nên rất dễ sử dụng cho trẻ nhỏ. Thế còn cái điều khác biệt ở đây hai cái sản phẩm này thì nó có hơi khác nhau một chút là riêng cái Previtin 2 thì thường là được dành cho trẻ bắt đầu từ 6 tháng tuổi. À, trở lên 6 tháng tuổi là trên đã bắt đầu dùng rồi Và đặc biệt đến 3 tuổi Thì là cái giai đoạn mà các cháu có Cái hệ miễn dịch nó rất còn non, non ớt Và à, ở cái giai đoạn này Nó có một cái khoảng trống miễn dịch Tức là cái thời gian giao thoa Giữa hai hệ miễn dịch thụ động và hệ miễn dịch chủ động. Nó giao nhau cho nên là ở cái lứa tuổi này cái miễn dịch của trẻ rất là kém nên chúng ta đều thấy là trẻ ngoài 6 tháng ra làm bắt đầu rất hay ốm đau và phải ngoài 3 4 tuổi cái hệ miễn dịch chủ động của các cháu nó hoàn thiện rồi nó phát triển tốt rồi thì các bà mẹ nuôi con lúc giờ mới đỡ vất vả còn cái giai đoạn từ 6 tháng cho đến 3 tuổi là cái giai đoạn mà các bà mẹ vất vả nhất. Thế thì cái gói cốm Provident 2 này người ta ngoài cái cái nhóm dưỡng chất thứ nhất là bổ sung vitamin D3, canxi nano và MK7 ra thì nó còn bổ sung thêm một cái nhóm dưỡng chất để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ đó là gì ạ đó là bổ sung thêm cái imunanfa và cholestrum thế thì imunanfa là gì imunanfa chính là một cái chiết xuất của một cái, uh, cái vách căn của một cái loại nấm men vi khuẩn uh, và khi vào trong cơ thể thì nó có tác dụng kích thích cái hệ thống miễn dịch tăng sản xuất cái tế bào lanh phô và chúng ta đều biết là tế bào lanh phô là cái tế bào miễn dịch rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta cho nên rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh là cái imunanfa có tác dụng tăng cường sức đề kháng giúp cho trẻ giảm bớt cái tình trạng ốm vặt ví dụ như ho sổ mũi hắt hơi viêm họng viêm phổi phế quản các thứ vân vân và cái thành phần thứ hai là phần cholesterol thì chúng ta biết là cholesterol chính là thành phần sữa non mà sữa non thì đã rất ai cũng biết rồi rất là tuyệt vời chứa dầu protein dầu vitamin A và đặc biệt là cung cấp các cái kháng thể cần thiết đấy thì cái sữa non này thì chúng ta biết là em bé à, nó chỉ xuất hiện ở những cái ngày đầu của bà mẹ sau khi sinh thôi tức là trong khoảng khoảng ba ngày đầu sau khi sinh là xuất hiện thôi còn sau này thì khi sữa mẹ đã qua cái giai đoạn đó rồi thì nó không phải là sữa non nữa tuy là vẫn chứa những cái kháng thể nhưng nó không giàu kháng thể vào như thế thế thì nhất là 6 tháng bà mẹ bắt đầu đi làm rồi trẻ lại bắt đầu ăn dặm nữa rồi cái lượng sữa mẹ bú ít đi thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái protein hai này những đối với những cái cháu nhất là hay ốm vặt chẳng hạn thì nó sẽ tăng cường cái sức đề kháng cho trẻ và đồng thời nó có hai tức là có, có hai tác dụng tức là vừa có thể giúp ngăn ngừa phòng ngừa cái tình trạng da mồi hôi tình trạng khòi xương chậm phát triển chiều cao ở trẻ dạ. nhưng mà cái thứ hai là tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ đấy thế là cái gói thế còn cái cái gói Privitin 3 thì nó khác Privitin 2 ở chỗ là nó cũng là chứa vitamin D3, canxi nano và MK7 nhưng mà nó lại có chứa thêm một số cái dưỡng chất ví dụ như là thêm DHA, thêm taurin đấy thì những cái dưỡng chất này thì nó lại tốt cho cái phát triển về trí não cũng như là thị lực của trẻ và người ta thường khuyến cáo nên dùng cho trẻ bắt đầu từ 4 năm tuổi trở lên nhất là bắt đầu ở cái lứa tuổi cháu bắt đầu đi học ấy ở lứa tuổi học đường ấy thì sẽ phòng ngừa được cái tình trạng ngăn ngừa ngăn ngừa phòng ngừa cái tình trạng cận thị ở trẻ nhỏ chúng ta biết là cái cận thị học đường bây giờ gặp rất là nhiều thế rồi thứ hai nữa là nó giúp cho cái vấn đề trí não của trẻ bởi lúc này trẻ đi học trẻ cần cái trí não phát triển tốt hơn đấy thì chúng ta cũng có thể dùng cái sản phẩm Primitin 3 ở cái giai đoạn này được đấy nó chỉ khác nhau như vậy thế thì về cái liều lượng dùng thì như thế nào về liều lượng dùng thì chúng ta ví dụ như đối với trẻ bắt đầu từ 6 tháng tuổi cho đến 2 tuổi thì chúng ta chỉ cần dùng một gói một ngày thôi và dạ. chúng ta dùng cái gói Provitin 2 Thế còn bắt đầu trẻ từ ba bốn tuổi trở lên thì chúng ta vẫn nếu mà cháu nào mà vẫn hay ốm thì vẫn có thể tiếp tục dùng Provitin hai cũng được nhưng mà chúng ta dùng cái liều nó gấp đôi lên tức là hai gói một ngày. Thế còn thì uh, hoặc Đúng là ba bốn năm tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng gói cốm Privitin 3 và cũng với liều lượng là hai gói một ngày. Cái thời gian uống thì chúng ta nên uống thời gian nó hơi kéo dài một chút thì nó mới có tác dụng bởi vì đây là thực phẩm chức năng cho nên là chúng ta uống phải có một cái thời gian nhất định thì nó mới phát huy hiệu quả. Thì thông thường thì chúng tôi thường khuyên các bà mẹ là chúng ta uống tối thiểu là ít nhất phải 3 tháng. Thế sau đó thì nếu có điều kiện chúng ta có thể uống kéo dài hơn nhưng mà không thì chúng ta cứ uống 3 tháng rồi chúng ta lại nghỉ độ khoảng 2 3 tháng rồi chúng ta lại uống một đợt tiếp theo. Đấy. Như vậy thì nó sẽ giúp cho uh, cái tình trạng cải thiện được cái tình trạng ra mồ hôi trộm cũng như là cải thiện được cái tình trạng hay uống phạt ở trẻ nhỏ nhất là những cái trẻ mà sinh non hay những trường trường hợp bà mẹ thiếu mất sữa chẳng hạn thì chúng ta bổ sung thêm vào cái này thì nó vừa có cái tác dụng là phòng ngừa cái tình trạng còi xương ra mồ hôi trộm quấy khóc đêm ở trẻ và thứ hai là nó giúp cho cái tăng cường hệ miễn dịch ở trẻ Dạ vâng ạ. À, còn một đối tượng nữa mà Ngọc Mai muốn đề cập đến ở đây đó là những trẻ đã bước vào giai đoạn dậy thì rồi ạ. Những trẻ với những trẻ từ 10 đến 18 tuổi thì có lẽ là cái cơ hội để phát triển chiều cao có lẽ là cũng ít hơn rồi và phát triển chiều cao thì cũng chậm hơn so với những trẻ ở độ tuổi trước. Vậy thì cách để phát triển chiều cao cho những trẻ ở giai đoạn tuổi này như thế nào ạ thưa bác sĩ? Ở à, chúng ta biết là các cái giai đoạn phát triển chiều cao của trẻ thì nó có ba cái giai đoạn mà chúng ta cũng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn một nghìn ngày đầu đời đấy tức là cái giai đoạn em bé nằm trong bụng mẹ rất là quan trọng giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn nuôi em bé dưới 3 tuổi bởi vì cái chiều cao của em bé lúc 2 tuổi đã bằng một nửa chiều cao người trưởng thành rồi tuy nhiên vẫn còn một cái giai đoạn vô cùng quan trọng đó là chính là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì và đây là giai đoạn cuối cùng còn có hay là còn gọi là giai đoạn vàng cuối cùng để cho trẻ tăng tốc chiều cao thế thì ở cái lứa tuổi và tuổi dậy thì và tiền dậy thì nếu bé gái thì rơi vào khoảng tầm từ 10 cho đến 13 tuổi và bé trai thì khoảng 13 cho đến 17 tuổi đấy thì gọi là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì thì trẻ có cái tăng tốc chiều cao rất là nhanh chúng ta thấy là ví dụ như là năm trước nhìn thì cháu vẫn còn đang rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chỉ cần năm sau một cái xong thì đã từ một cô bé thì trở thành một thiếu nữ rồi hay là từ một cái cậu bé rất là bé bé thì đã giọng ồm ồm lớn lên thành một chàng trai bởi vì cái giai đoạn này chiều cao của các cháu tăng, tăng trung bình một năm là từ 8 đến 12 cm trong đấy những cái năm trước thì trừ những cái năm đầu tiên là 3 năm đầu ra còn những năm sau các cháu chỉ tăng 5 cm một tháng thôi, à một năm thôi. Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì đặc biệt các cháu tăng 8 đến 12 cm trong một năm. Và trong những cái năm dậy thì đó thì có một cái năm nó có tăng tùy từng trẻ thì, thì sớm và dậy thì muộn nó có năm nó tăng vọt của thậm chí 15 đến 2 cm chỉ trong một năm thôi cho dạ nên vâng. rất là nó tăng rất là nhanh và nhanh nhanh như vậy thì cái nhu cầu về canxi của các cháu lại cao đấy và chúng ta biết là bắt đầu trẻ từ 10 tuổi trở lên thì nhu cầu canxi của cháu là đến 1000 mg một ngày bằng với người lớn của chúng ta luôn dạ thế chính vì vậy 97, cho nên là chúng ta cần vẫn phải bổ sung cho các cháu ở lứa tuổi này và đặc biệt ở lứa tuổi này thì cũng rất nhiều các cái gia đình cũng không có điều kiện cho con uống sữa hay là có những cháu nó cũng không thích nữa thế cho nên cái việc bổ sung canxi qua thức ăn cũng không phải là dễ đấy rồi thứ hai nữa là à, rất là nhiều những cái, cái vấn đề khác hay đặc biệt là MK 7 chẳng hạn như là tôi đã phân tích ở trên đấy thì cũng không phải là trong thức ăn là có thể cung cấp à? đầy đủ được thế thì đối với các cháu đã bước vào tuổi dậy thì thì chúng ta ngoài cái chế độ ăn uống cái chế độ luyện tập thể dục thể thao rồi là cái giấc ngủ của thứ ra thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái viên uống vitamin cũng của à, công ty dược phẩm Minh dạ Gia. Vâng. Nó nó là cái dạng này nó khác hay cái dạng trên là về cái dạng bào chế tức là nếu như hai cái dạng protein 2 và protein 3 là dạng cốm để dùng cho trẻ nhỏ thì cái này là dùng cho trẻ lớn Cháu nó hoàn toàn nuốt được viên rồi cho nên người ta sản xuất dưới cái dạng viên dập cho nên là cho các cháu nó tiện sử dụng hơn. Và thứ hai là cái hàm lượng MK7 cũng như là hàm lượng canxi các thứ là nó cao hơn so với hai cái sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ thì cái liều lượng uống thì đối với các cháu ở cái lứa tuổi bước vào tuổi dậy thì và tiền dậy thì này từ 10 tuổi trở lên đến 18 tuổi đấy thì các bậc phụ huynh có thể cho con uống khoảng 4 viên một ngày Chia mà hai lần uống một sáng và uống bữa buổi trưa. Đấy, thế và chúng cái thời gian thì cũng vậy, chúng ta tối thiểu là chúng ta phải dùng trong 3 tháng liền. Thế sau đó thì chúng ta có thể nghỉ một đợt rồi chúng ta dùng hoặc là nếu như mà gia đình nào có điều kiện thì chúng ta cứ dùng liên tục cho đến lúc khi bé 18 tuổi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những kiến thức vô cùng là hữu ích từ bác sĩ Lê Thị Hải đến thư viện dinh dưỡng Quốc gia về chủ đề trẻ quấy khóc đêm nguyên nhân và giải pháp 19006255. Ngay bây giờ thì Ngọc Mai cũng đã nhận được kết nối đầu tiên của một vị thính giả rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Alo ạ. Alo ạ. À? Dạ vâng ạ, à, xin được chào vị thính giả đầu tiên đã kết nối ạ. À, xin mời anh hãy giới thiệu qua về bản thân mình cũng như đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ. Dạ em là Nguyễn Văn ở Hải Dương ạ. Dạ vâng ạ. À, một vị thính dạ, giả ở Hải Dương. Đạp. Vâng ạ, à, xin mời anh hãy đặt câu hỏi đi ạ. Vâng à cho gọi là cái tí con nó mê được à, giờ được 8 tháng tuổi mà à, hay cháu là cứ ăn vào cái thì lôn mà đi ngoài mà hay sốt. Vâng ạ. Ở à, bên cạnh cái biểu hiện là hay bị chớ hay bị đi ngoài và sốt thì bé nhà mình còn có biểu hiện gì không ạ? Bé bây giờ được bao nhiêu cân, uh, chiều cao bao nhiêu rồi ạ? Uh, cân nặng thì được 11 cân còn uh, chiều cao thì cũng không không đo. À dạ vâng 8 ạ. tháng tuổi và 11 cân. Dạ vâng ạ, và ngay bây giờ sẽ là phần tư vấn cũng như là phần hỏi thêm của bác sĩ Lê Thị Hải để tư vấn kỹ cho anh nhé Vâng. thứ nhất là xin chào anh thì tôi tôi cũng muốn hỏi lại là cháu 8 tháng tuổi mà đã 11 cân rồi không? Dạ, vâ, Thế vâ. mà lại vẫn còn ăn hai nôn với cả đi ngoài thì không hiểu là thì nó làm sao mà nó lại lên cân Đúng tốt thì gần, như vậy. Gần đây 1 2 hôm nay. À, gần 2, gần 3 1, 3 1 đây, 2, 3 hôm 2 3 hôm nay chứ không phải lâu gì đấy. Tại vì tôi đang rất là ngạc nhiên bởi vì là một anh 11 cân là bằng nếu mà cháu là cháu gái thì đã gần bằng cân nặng của bé 2 tuổi rồi đấy ạ. À. 2 tuổi mới có 11 cân rưỡi thôi mà nếu bây giờ cháu 8 tháng 11 cân là cháu khá bụ bẫm và khá to đấy đúng không dạ, chỉ có anh đang phân vân mấy là mấy hôm nay là hay nôn mới phải đi ngoài hay sốt cái gì thế thì cái trường dạ, hợp bà. này thì chắc chắn là cháu chỉ mắc cái, cái cấp tính thôi hay nôn ở đây cái nguyên nhân nôn ở đây chắc chắn là có thể là do cháu bị viêm họng thì nó sốt thế rồi viêm họng rồi là kiểm chứng nó nhiễm vi khuẩn của nhiễm virus thì nó có thể gây đi ngoài thì là cái tình trạng mà những cái cháu bé mà có thể hay đi kèm với nhau nó vừa viêm họng này lại vừa nhiễm một cái loại virus nó gây vừa gây viêm họng nó vừa gây đi ngoài nếu cháu hay nôn thế thì trường hợp này thì tốt nhất là anh phải cho cháu đi khám bác sĩ nhi khoa nhá cái này thì điều trị nó cấp tính dễ, dễ thôi là viêm họng cái thứ thôi nếu mà trong trường hợp mà do nhiễm khuẩn bác sĩ nghi do nhiễm khuẩn thì bác sĩ sẽ cho kháng sinh còn nếu không còn do nhiễm virus thì chỉ cần là thuốc ho thì chỉ cần là cháu ho thì uh, ấy cái thứ thì uh, cháu mà sốt cao thì phải do dùng trên 38 độ độ phải dùng thuốc hạ sốt thế còn đi ngoài thì có thể là tùy theo về xét nghiệm phân nếu mà không có nhiễm khuẩn không phải là do lị thì không cần dùng kháng sinh mà chỉ cần dùng men tiêu hóa hoặc là bồi phụ nước điện giải nếu cho đi ngoài quá nhiều nhá chứ còn tình trạng của Được. cháu 11 cân là cháu đang rất là bụ bẫm rất là to chứ không Đã có liên vậy. quan gì đến cái vấn đề về, về 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 ấy cả thế cho nên trường hợp này thì phải cho cháu đi khám bác sĩ nhá Dạ, dạ sao? vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhá vâng ngã xin được cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn dành cho vị thính giả vừa rồi. Và cảm ơn vị thính giả cũng đã có câu hỏi kết nối đến chương trình ngày hôm nay. À và ngay bây giờ thì Ngọc Mai cũng xin được đọc một bức uh, thư được gửi tới hòm thư điện tử của chương trình là biên tập acom989.vn. À chào bác sĩ, bé nhà tôi sinh được gần 3 tuần, cháu sinh mổ và được 3,5 kg. À, sau sinh khoảng một tuần nay thì ban đêm bé ngủ không ngon giấc hay bị giật mình. Có đêm bé thức từ 2 giờ cho đến 5 giờ sáng, nhưng mà ban ngày thì bé lại ngủ đủ giấc. Bú xong là ngủ vậy thì xin hỏi bác sĩ Lê Thị Hải bé có bình thường như những đứa trẻ khác hay không và làm thế nào để giảm cái tình trạng bé thức đêm như vậy? À vâng, à, phải nói là cái tình trạng mà cái cháu bé mới sinh ra mới chỉ được có 3 tuần tức là vẫn nằm trong cái giai đoạn là trẻ sơ sinh đấy, dạ, vâng. mà đã có một cái tình trạng là quấy khóc đêm hay giật mình cái thứ này thì à, chúng tôi thường chuẩn đoán đây là cái tình trạng còi xương sớm ở trẻ nhỏ đấy. Dạ, thế. bởi vì là cháu thì sinh ba cân rưỡi như vậy có nghĩa là cái cân nặng của cháu sinh cũng khá là to và cháu cũng phát triển rất là tốt đấy thế nhưng mà nhiều khi thì những cái cháu to sinh lớn như thế này nhưng mà cái khi mà ở cái tình trạng mà ví dụ như là cháu phát triển nhanh chẳng hạn ví dụ đi bạn không nói rõ cân nặng của cháu là 3 tuần đã được bao nhiêu rồi thế nhưng mà tôi biết tôi chúng tôi cũng rất hay gặp những cái trường hợp này thì sau khi đấy ngay chỉ những cái tuần đầu sau khi sinh thôi thì bé đã gặp những cái tình trạng ngủ không ngon giấc và hay giật mình như thế này rồi thì đầu tiên là bạn phải xem lại xem là thứ nhất là do cái cái tình trạng là cháu có ra nhiều mồ hôi trộm hay không nữa này thế rồi tình trạng là cháu có bị rụng tóc nữa hay không này thế tốt nhất ý, thì trường hợp này thì nếu và nếu có thể được thì bạn nên cho con đi khám bác sĩ một là bác sĩ dinh dưỡng hai là bác sĩ nhi khoa để xem cháu có phải là cái tình trạng còi xương sớm hay không còn trừ những cái dấu hiệu bạn mô tả qua đây thì tôi cũng nghĩ nhiều đến khả năng là cháu bị còi xương sớm do thiếu canxi không, không biết là cháu được bố sữa mẹ hay xứ ngoài thế nhưng mà với cái trường hợp này thì bạn có thể nếu cháu chưa được bổ sung vitamin d thì bạn có thể phải bổ sung vitamin d cho cháu bởi vì cháu mới có nằm trong cái lứa tuổi mới là trong giai đoạn sơ sinh này thì có lẽ chưa cần uống canxi đâu nhưng mà chắc chắn là cháu phải bổ sung vitamin d và có thể phải bổ sung kẽm nữa thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng khóc, đêm cũng như là tình trạng ngủ không ăn rất ở trẻ. Dạ vâng ạ. À, với cái bức thư của vị thính giả này thì ngọc mai chú ý đến một chi tiết đó là à, bé nhà bạn này hay bị giật mình ạ, thưa bác sĩ. trẻ bị giật mình hiện nay cũng là một cái à, à, biểu hiện hết sức là phổ biến rồi đúng không ạ? rất nhiều trẻ bị giật mình. À, vậy thì có cách nào để trẻ bớt bị giật mình hay không ạ, thưa bác sĩ? thì cái giật mình ở đây cũng chính là cái tình trạng thiếu canxi bởi vâng vì vâng giật mình về canxi thì nó là tham gia vào cái hệ thống điều hòa cái hệ thống thần kinh giao cảm đấy hệ thống thần kinh thế cho nên là khi mà cái giấc ngủ hơi một cái tiếng động nhẹ hơn cái này thì cũng có thể là gây cái giật mình ở đứa trẻ nên thoát dạ, nên vâng thì giật mình này ngủ không ngon giấc trần chọc ra mồ hôi thì đều là nằm trong cái dấu hiệu của rối loạn thần kinh thực vật mà nguyên nhân hàng đầu là do thiếu canxi cũng như là thiếu magie hoặc thiếu kẽm ở trẻ nhỏ chứ trong những trường hợp này thì tốt nhất là uh, phụ huynh phải cho con đi khám và thứ hai nữa là khi bác sĩ đã phát hiện ra đây đúng là cái tình trạng có xương sớm thì chúng ta phải bổ sung vitamin D, bổ sung thêm kẽm, bổ sung canxi cho trẻ. Dạ vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến hãy tiếp tục tương tác với chúng tôi để được bác sĩ Lê Thị Hải tư vấn về vấn đề dinh dưỡng thông qua tổng đài của chúng tôi là 19006255 ạ. Và ngay bên cạnh đó thì cũng có hòm thư điện tử biên tập acom 989 vn cho những vị thính giả nào không tiện gọi điện đến chương trình. Và hy vọng rằng những vị thính giả đã gửi thư đến hòm thư điện tử của chúng tôi thì cũng sẽ có thời gian để nghe lại chương trình và được lắng nghe phần tư vấn từ bác sĩ Lê Thị Hải. Ngay bây giờ sẽ là một bức thư nữa cũng đến với hòm thư điện tử là biên tập a.989.vn của chúng tôi. Xin được bác sĩ Lê Thị Hải tư vấn ạ. À, thưa bác sĩ, con tôi năm nay 2 tuổi, từ nhỏ thì cháu thường uống sữa của Mỹ, nhưng ba hôm nay thì bé uống vào là nôn hết ra. À, tối qua thì bé ngủ đến 11 giờ đêm rồi lại dậy nôn hết. Sáng nay tôi có cho bé đi khám nhưng bác sĩ bảo không bị viêm họng, đi ngoài thì bình thường. Cháu vẫn chơi bình thường, không cần dùng thuốc, nhưng cứ về nhà uống sữa là cháu lại nôn ra. Vậy là bị làm sao ạ? Xin bác sĩ tư vấn ạ à, Vâng à, Cái vấn đề ở đây bạn đặt ra Câu hỏi là cháu 2 tuổi rồi Thế nhưng mà trước đây thì vẫn thường uống sữa của nhưng mà ba hôm nay uống lại nôn thì có nghĩa là đầu tiên thì nghe cái cái triệu chứng nôn như vậy thì tôi cũng sợ là bác bạn thay đổi sữa dạ. thì có thể là gây nên cái tình trạng một số nó dị ứng với loại sữa nào đấy cái sữa mới thì có thể gây tình trạng nôn. Thế nhưng mà có điều là vẫn là uống cái sữa cũ mà bây giờ lại nôn thì Đúng có rồi. thể là nguyên nhân không phải là do sữa. Thế còn thì bạn cũng đã cho con đi khám rồi. Thế nhưng mà bác sĩ lại bảo là không bị viêm họng không bị làm sao hết cả thế thì, thì bây giờ thì cái vấn đề ở đây ý, thì chúng ta cần phải xem lại xem là cái tình trạng nôn ở đây có thể là chúng tôi hay gặp nhất là do thiếu kẽm đấy à, dạ, vâng và à. thiếu kẽm là rất cái tình trạng rất là hay gặp ở trẻ nhỏ rất là nhiều cháu mà khi uống vào nó cũng lại nôn như vậy thì có thể là bạn đi khám bác sĩ nhưng có thể là khám về là bác sĩ về nhi khoa cho nên là họ cũng không nghĩ nhiều đến cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đấy thế chính vì vậy cho nên là cái tình trạng ở đây có thể là do, do thiếu kẽm cũng có là một cái tình trạng mà Uh, rất là ăn uh, cứ uống vào là cháu có thể gây nêu lên tình trạng như vậy cái thứ hai là ở đây hoàn toàn là cháu lại đi ngoài thì bình thường này không bị viêm họng này thế và ăn thứ khác thì lại không nôn không biết là bạn không nói rõ là ăn cháo có nôn không ăn cơm có nôn không hay là chỉ có uống sữa với nôn đấy ví dụ như thế thì nói chung là cái trường hợp này thì tốt nhất là uh, bạn vẫn có thể ngoài khám thêm bác sĩ nhi khoa ra thì bạn có thể khám thêm bác sĩ về chuyên khoa dinh dưỡng để xem có thể do cháu thiếu vi chất dinh dưỡng hay không ví dụ như thiếu kẽm thế cứ vân vân thì đấy cũng là một cái nguyên nhân mà rất gây hay tình trạng gây hay nôn ở trẻ. Dạ vâng ạ. À, có một thắc mắc mà Ngọc Mai muốn được bác sĩ Lê Thị Hải giải đáp đó là à, bác sĩ nói là cái tình trạng nôn hết ra như vậy là do thiếu kẽm nhưng mà tôi lại tưởng là à, ở trong các loại sữa như vậy thì đã bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng rồi ạ. Tại sao vẫn còn thiếu kẽm ạ? Và nếu như trẻ 2 tuổi mà bị thiếu kẽm như vậy thì à, liệu có thể bổ sung thay thế bằng các loại thực phẩm nào trong đời sống hàng ngày ạ, à, thưa bác sĩ? À, thực ra ấy, thì nếu mà cháu uống sữa ở đây thì cũng gia đình cũng không nói rõ là cháu uống được bao nhiêu ml sữa một ngày. Dạ, vâng. Thì tuy là trong sữa thì cũng có kẽm thật thế nhưng mà cái hàm lượng kẽm trong sữa thì không không đủ có thể không đủ và cái thứ hai nữa là chúng ta biết là kẽm với sắt là hai cái vi chất dinh dưỡng mà uống thì uống vào nhưng mà cái tình trạng hấp thu rất là không không được nhiều lắm ngay cả đối với người bình thường thì kẽm với sắt là chỉ hấp thu được khoảng 10% thôi Đấy, ví dụ như là chúng ta uống đến 10 mg trong cái thành phần của nó có đến 10 mg thì hấp thụ chỉ được một thôi. Thế cho nên là nhiều khi là uống không đủ và chính vì vậy cho nên là bạn biết là hiện nay thì xét nghiệm về vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam thì cái tỷ lệ thiếu kẽm của trẻ em Việt Nam của chúng ta là 70 đến 80 phần trăm đấy mặc dù là các cháu vẫn được uống sữa vẫn được bú sữa mẹ thứ bình thường nhưng mà ngay cả bản thân bà mẹ cũng thiếu kém như nói là cái tình trạng thiếu kém của trẻ em gặp rất nhiều không phải ở nước ta đâu ngay cả những cái nước đã phát triển rồi chẳng hạn thì cái tình trạng thiếu kém của trẻ em chúng ta cũng gặp rất là nhiều Đấy. thế còn thì cái thức ăn thì chúng ta biết là đối với trẻ 2 tuổi thôi thì à, thức ăn mà để chứa nhiều kẽm nhất thì chúng ta biết là kẽm thì có nhiều trong các cái thực phẩm từ những cái con đồ biển ví dụ như con hàu là hàm lượng kẽm cao nhất Chứ nhưng mà đây cũng là cái thức ăn mà cũng không phải là thức ăn phổ biến ở trẻ em cũng như là ngay cả người lớn của chúng ta thế rồi những con hàu con ngao thì chúng ta cũng không ăn mấy cái thứ hai cái thực phẩm mà các trẻ hay ăn nhiều nhất ở đây thì chính là thịt gà thì thịt ra cũng chứa một cái hàm lòng kẽm tương đối cao. Thế rồi là ví dụ như trước đây thì các cụ của chúng ta hay cho trẻ con ăn thịt cóc ấy, chẳng hạn đấy Thì thịt cóc cũng thế, thịt cóc cũng chứa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không khuyến cáo uh, lắm cái vấn đề ăn thịt cóc. Thứ nhất là về vấn đề bảo vệ môi trường. Với cái thứ hai nữa là cóc ăn rất là nguy hiểm. ở cái chỗ là nếu mà chúng ta làm mà không cẩn thận ấy, thì cái mụn tức là cái hạt sần sần nó chứa cái nhựa. Cái sữa bữa. thì có thể gây ngộ độc rất là nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Thế cho nên là chúng ta có thể bổ sung thịt gà cũng là một cái sản phẩm chứa rất là nhiều kẽm cho em bé hay là các loại đậu đỗ cũng chứa nhiều kẽm cho em bé thì chúng ta có thể bổ sung thêm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta phải bổ sung thêm thực phẩm chức năng có chứa kẽm thì mới đủ được cái cái nhu cầu kẽm cho em bé của chúng ta. Dạ vâng ạ. À, xin được cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn hết sức thấu đáo dành cho thính giả vừa rồi cũng như là giải đáp thắc mắc của Ngọc Mai xung quanh vấn đề về bổ sung kẽm cho trẻ nhỏ. Và ngay bây giờ thì đường dây nóng 19006255 của chúng tôi cũng tiếp tục vang lên rồi. Chúng ta sẽ tiếp đón một vị thính giả tiếp theo để xem là vị thính giả này thì đang có những thắc mắc và băn khoăn như thế nào. Alo ạ. À, dạ vâng chào chị ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả tiếp theo đã kết nối ạ. À, vâng ạ, xin mời vị thính giả hãy giới thiệu bản thân mình một chút ạ. Thính giả tên là gì, đến từ đâu ạ? À, dạ vâng em chào chị ơi, em là thanh hoa đến từ thạch thất em có muốn có vấn đề muốn hỏi về uh, trẻ nhà em ạ dạ vâng ạ à, ngay bây giờ thì bác sĩ lê thị hải cũng đã sẵn sàng để lắng nghe câu hỏi rồi xin mời thính giả hoa đến từ thạch thất sẽ cùng đặt ra câu hỏi ạ à, dạ vâng em chào bác sĩ em có vấn đề về uh, trẻ của bé nhà em như sau thì hiện tại ở trên mặt bé nhà em có những cái mụn nhỏ li ti và đỏ thì có những cái vết sờ nhà sờ trên bề mặt bé thì thấy cứng và có những cái sóc cảm, sóc trắng ạ Thì trên bề mặt thì em không biết là trẻ nhà em bị thế nào thì em muốn tư vấn thêm ạ Xin hỏi bạn là con bạn bây giờ là mấy tháng tuổi? À, con nhà em là được một tháng 11 ngày tuổi ạ à, một tháng 11 ngày tuổi, vâng Thì đây chính là những cái mụn nhỏ nhỏ li ti ở trên mặt của trẻ thì đây là cái tình trạng viêm da viêm da ở trẻ nhỏ đặc biệt ở trong cái giai đoạn sơ sinh như thế này là chúng tôi thường là chúng tôi hay gặp rất là nhiều thì cái nguyên nhân viêm da ở đây là có thể thường hay gặp nhất là có thể là viêm da do liên cầu đấy là chúng ta hay gặp nhất thế thì cái trường hợp này thì tốt nhất ý. thì để cho nó chính xác chẩn đoán cũng như là điều trị thì bạn nên cho con đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cái cách dùng uh, có thể một số các loại thuốc ví dụ như có thể dùng thuốc kháng sinh để bôi hoặc là dùng các cái loại thuốc để bôi cho cháu đấy thì đấy là đây là một cái tình trạng là viêm da ở trẻ nhỏ và đặc biệt là cái trẻ bé ở cái giai đoạn nhỏ này chúng tôi hay gặp rất là gặp cái tình trạng viêm da như thế này. Ờ, thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến đương nhiên là mình. nếu như là không điều trị thì nó sẽ ngứa ngáy khó chịu của đứa trẻ và là cuối cùng nào cho trẻ nó suốt ngày nó rụi là nó khó chịu nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ ảnh hưởng đến sự ăn uống của trẻ. Thế rồi nếu mà ảnh hưởng mà nó ví dụ như là sự hợp mà nó rụi mạnh quá gì thì nó vỡ ra có thể nó gây nhiễm khuẩn bội nhiễm thêm vào đấy thì nó gây tình trạng viêm da là không, không ảnh hưởng đến cái sức khỏe nói chung của cháu đi. cho nên là tốt nhất là bạn nên cho con đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được à. chẩn đoán và điều trị. Dạ vâng ạ. Thì cho em hỏi thêm thì không biết là nó có lan ra các vùng xung quanh không ạ? Lúc đầu thì có thể ở trẻ em ấy thường có thể lúc nó chỉ ở mặt ấy, nhưng cũng có thể có lúc là có cháu nó viêm ra cả toàn thân, luôn có thể nó ra cả cổ, cả tay, cả người luôn. Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ dạ vâng ạ vâng ạ xin được cảm ơn thính giả hoa đến từ thạch thất đã có những thắc mắc và băn khoăn gửi tới chương trình ngày hôm nay à, và quý vị thính giả thân mến có một uh, câu hỏi nữa mà Quý vị thính giả đã gửi tới hòm thư điện tử là biên tập a.989.vn của chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng đọc câu hỏi này. À, thưa bác sĩ, thì tôi hiện đang sử dụng sản phẩm Previtin với thành phần canxi nano, vitamin D3, MK7 cho cháu và thấy rất hiệu quả và con giảm quấy khóc khỏi hẳn đổ mồ hôi. Tôi xin hỏi có thể sử dụng sản phẩm này lâu dài được hay không ạ? Xin ừ. mời bác sĩ Lê Thị Hải sẽ cùng tư vấn ạ. Vâng, xin chào bạn. Thì... Uh, Nói chung là bạn đã đưa ra những cái hiệu quả của cái việc sử dụng sản phẩm privitin. Ở đây thì bạn cũng không nói rõ là bạn đang dùng con bạn đang ở lứa tuổi bao nhiêu và dùng privitin 2 và privitin 3 nhưng mà nói chung ấy thì tôi, cái hiện tượng này cái cái tình trạng các bạn có thể dùng như đã tôi đã nói ở phần trên thì cái sản phẩm này hoàn toàn bạn có thể dùng lâu dài được đấy à, bởi vì là trong cái suốt khi nhất là trong cái giai đoạn cháu còn nhỏ mà nhất là những cái trường hợp những cái bé mà lại biếng ăn không hề không ăn được các cái chế phẩm từ sữa thứ chẳng hạn thì cái tình trạng thiếu canxi si là rất có thể hay xảy ra thế cho nên là tôi nghĩ là cái sản phẩm này bạn hoàn toàn có thể dùng dâu dài được tối thiểu là bạn dùng trong 3 tháng thế còn ngoài ra thì có thể dùng dâu hơn hoặc là dùng một thời gian rồi chúng ta lại nghỉ một đợt rồi chúng ta lại có thể dùng lại được dạ vâng ạ à, xin được cảm ơn vị thính giả đã có câu hỏi đến hòm thư điện tử của chương trình bác sĩ lê thị hải thân mến là à, trong khi lắng nghe câu hỏi của một vị thính giả đó là thính giả hoa đến từ thạch thất vừa rồi thì ngọc mai à, có để ý thấy là à, cái trường hợp là con của thính giả bị à, nổi nốt ở trên mặt trên người như vậy ấy, thì cũng gặp rất là nhiều rồi và ngay cả người lớn cũng vậy à, rất nhiều người cũng bị nổi nốt xung quanh người và với những cái trường hợp như vậy thì họ thường nghĩ rằng là do mình bị nóng trong từ đó thì có những cái à, biện pháp để có thể cải thiện tình trạng Ví dụ như là đi mua các thực phẩm chức năng để làm mát gan, thải độc gan hoặc là tìm những cái loại thực phẩm làm cho gan mát hơn, có thể giúp cho cái tình trạng là mụn ở trên người như thế giảm hẳn. Vậy thì bác sĩ có cái chia sẻ như thế nào về cái trường hợp này và có những loại thực phẩm nào giúp cho chúng ta mát bên trong cơ thể và giảm tình trạng mụn ở bên ngoài hay không ạ, thưa bác sĩ? À, vâng cái tình trạng nếu như mà nói về cái tình trạng là nổi mụn thì ở trẻ em và người lớn là nguyên nhân thì nó cũng có những nguyên nhân giống nhau đó là đều là viêm da cả dạ, Thế thật nhưng hả? mà ví dụ như là đối với trẻ ở cái tuổi vị thành niên chẳng hạn dậy thì chẳng hạn thì cái mụn ở đây có thể là trứng cá em dạ, lại hoàn toàn khác như vậy ở một độ khác nhau thế còn thì cái ở trẻ sơ sinh này đấy nhất là trẻ nhỏ này này thì hay gặp nhất là cái tình trạng viêm da do liên cầu đấy là do cái nhiễm khuẩn mà chúng ta rất là hay gặp thế còn thì cái tình trạng mà chúng ta cứ quan niệm là nổi mụn là do cơ thể nóng trong hay là do cái chức năng gan không tốt các thứ vân vân ấy thì thực ra nó chỉ là một phần thôi chúng ta đừng biết là gan ấy thì người ta cứ quan niệm là khi mà cái chức năng gan nó không được tốt là nó không thải độc thì chính những cái độc tố của cơ thể nó gây nên tình trạng mụn nhọt nhưng mà thực trạng thì nếu như mà nếu mà mụn là mụn đầu đanh mụn có mủ thì chắc chắn là nhiễm khuẩn thế thì cũng có thể là ví dụ như nóng ở đây thì ví dụ như là trong những trường hợp ấy, là có rất là nhiều người hay bị viêm da liên viêm da tụ cầu ấy, chẳng hạn những những cái nhọt các thứ nhất là những có những cái cháu bé mà đến mùa hè nó có thể nhổ rất là nhiều mụn nhọt những, nhọt đồ đanh ấy nó có mủ các thứ ra như thế là do thứ nhất là do cái cái tụ cầu chẳng hạn có nhiều nổi mụn như vậy thì cũng thể cái ý nóng ở đây có nghĩa là chúng ta ăn những cái thực phẩm quá nhiều đường ngọt đấy khi ạ. khi chúng ta biết là khi cái cái hàm đựng đường ở trong máu tăng cao thì nó lại tạo điều kiện thuận lợi cho các cái loại vi khuẩn như là tụ cầu phát triển. Thế cho nên là trong những trường hợp này thì đúng là chúng ta phải phải ăn giảm đường ngọt đi, ăn giảm đồ ngọt đi, ăn cái, cái cái thực phẩm mà tốt nhất mà để cho chúng ta thải độc thì chính là chúng ta là uống nước nhiều, chúng ta ăn nhiều rau xanh, nhiều hoa quả. thì tất cả những cái loại rau xanh và hoa quả thì đều chứa các cái vitamin, và khoáng chất và những cái vitamin và khoáng chất đều có tác dụng tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể và thứ hai nữa là có tác dụng thải độc cho gan thì rất là tốt. Ví dụ như là cái, cái, cái dân gian chúng ta thường hay dùng ví dụ như cho uống nước uh, các loại lá như là bồ công anh này, uh, lá uh, rong diếp cá này hay là có thể là lá xài đất này, hay là có thể là uống rau má này các thứ vân vân ấy, đấy tất cả những cái loại một sắn dây các thứ vân vân thì đấy tất cả là những cái loại thực phẩm mà đều có tác dụng à, nếu như theo đông y thì nói là, là những cái thực phẩm làm mát gan đấy, nhưng thực ra thì là những cái thực phẩm mà khi uống vào thì nó sẽ làm tác dụng là uh, giảm cái, cái 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 tăng cường cái chức năng gan, ví dụ bồ công anh hay là các thứ này đều có tăng cường cái chức năng gan tốt hơn lên thì cái tình trạng thải độc tố trong cơ thể của chúng ta tốt hơn lên thì cũng có thể là cải thiện được bớt những cái tình trạng mụn nhọt. Thế nhưng mà đầu tiên thì lời khuyên của tôi là khi đã bị mụn nhọt như thế bất kỳ kẻ trẻ em hay người lớn thì nó đã là bệnh ngoài da thì chúng ta phải đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu. Bởi vì chỉ có bác sĩ đúng chuyên khoa thì mới có thể chẩn đoán chính xác là bạn đang bị cái bệnh đấy nguyên nhân cái bệnh mụn ngọt ngoài da đến là do so nguyên nhân gì và chúng ta phải điều trị. Đấy. Ngay như cả mụn trứng cá cũng vậy nếu mà chúng ta không đi gặp bác sĩ mà chúng ta cứ cậy hoặc nặn hoặc thứ để cho nhiễm khuẩn thêm vào thì rất nhiều người là mặt cuối cùng lại bị sần sùi lại bị rất là lâu lên đấy hay là những cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy nguy hiểm nhất là cái mụn chúng ta hay gọi là cái mụn đầu đanh mà cái miệng cho nhiễm tụ cầu mà ở cái vùng xung quanh miệng ấy có khi cậy bị nhiễm trùng lên thì có thể gây nhiễm trùng huyết cho nên là rất là nguy hiểm cho nên là lời khuyên của tôi thì bên cạnh là chúng ta có thể dùng thêm những cái thực phẩm để cho những người hay một nhất là mùa hè trẻ hay nổi rôm sảy mụn nhọt ấy thì chúng ta ăn những cái thực phẩm mát như thế uống nhiều nước ăn nhiều nước trái cây ví dụ uống các loại nước mát như thế nhưng mà tốt nhất thì nếu mà khi đã bị các cái bệnh về ngoài da như vậy thì tốt nhất là chúng ta nên đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu Dạ vâng ạ, à, bác sĩ Hải thân mến là còn một thắc mắc như thế này ạ, đó là à, khi mà các bà mẹ thì thường chú trọng đến việc à, phát triển chiều cao, phát triển cân nặng của con trẻ và hiện nay thì chiều cao và cân nặng thì cũng có thể dễ dàng được à, phát triển thông qua sữa mẹ, thông qua các chế phẩm từ sữa nữa. À, tuy nhiên là có một à, vấn đề mà rất nhiều bà mẹ quan tâm đó là phát triển trí não, phát triển sự thông minh cho trẻ thông qua việc bổ sung DHA. Vậy thì à, DHA chúng ta có thể bổ sung thông qua những loại thực phẩm nào thưa bác sĩ? À, vâng. Ờ, thì chúng ta biết là DHA thì là một cái axit béo chưa no nếu mà nói về các cái thực phẩm mà chứa dầu DHA ở đây thì dầu nhất nhiều nhất là trong các loại cá biển, đấy, à. đặc biệt hàng đầu đó là cá hồi hoặc là các loại cá biển khác thì đề chứa nhớ rằng DHA. Ngoài ra thì uh, các cái thực phẩm mà chứa các cái chất tiền DHA tức là thuộc cái nhóm axit omega ba ví dụ như omega 3 omega sáu, omega chín chẳng hạn đấy. Thế thì những cái nhóm thực phẩm đấy thì nó ở trong các loại dầu thực vật đấy ví dụ như hay là các cái loại hạt có dầu ví dụ như là hạt óc chó này rồi hạt hướng dương này thế rồi là uh, những cái cái loại hạt bí này hạt tất cả những hạt rẻ thứ vân vân thế rồi đặc biệt là các cái loại dầu ép dầu thực vật thì đều chứa nhiều những cái axit béo chưa no này và khi mà chúng ta uống người ta gọi là tiền DHA đấy khi ăn vào trong cơ thể thì nó sẽ chuyển tổng hợp thành DHA thế còn ăn trực tiếp DHA để chúng ta ăn cá hoặc là ăn uống các loại dầu cá là có thể chứa nhiều DHA thế cho nên là cái thực phẩm mà để cung cấp vào rồi trong lòng đỏ trứng cũng có DHA rất là nhiều thế cho nên là cái thực phẩm hàng ngày chúng ta bổ sung hàng ngày ở đây là chúng ta ăn lòng đỏ trứng này ăn các loại cá biển này thế rồi chúng ta ăn các loại dầu thực vật hoặc là các loại hạt có dầu thì chứa những cái axit béo tiền dha khi vào trong cơ thể thì sẽ tổng hợp dha và đấy là cái nguồn mà bổ sung những cái dưỡng chất rất là quan trọng giúp cho cái phát triển trí não cũng như là thị lực của em bé ừ, dạ vâng ạ à, bác sĩ hải thân mến là có lẽ là thời lượng của chương trình thì cũng chỉ đủ để bác sĩ có thể tư vấn thêm cho một vị thính giả nữa thôi và vị thính giả này đã gọi điện đã có câu hỏi thông qua hòm thư điện tử biên tập a tám chín vn đúng với chủ đề chương trình ngày hôm nay bạn thính giả này cho biết rằng à, con của bạn là rất hay quấy khóc đêm hay ra mồ hôi trộm tuy nhiên là còn thêm một cái triệu chứng nữa đó là bị rối loạn tiêu hóa vậy thì à, bổ sung các loại thực phẩm hay là khắc phục như thế nào đối với trường hợp này ạ à, bác sĩ xin lưu ý đó là trường hợp bị rối loạn tiêu hóa nữa ạ vâng thế thì cái trường hợp của con bạn ở đây thì hay quấy khóc đêm rồi ra mồ hôi này rồi thấp chiều cao này rồi bị còi xương các thứ vân vân vận lại kèm theo rối loạn tiêu hóa nữa thì tôi nghĩ là tốt nhất ý, thì là bạn có thể uh, đi khám bác sĩ được thì là tốt nhất. Còn trường hợp chưa đi khám bác sĩ được thì bạn có thể bổ sung cho cháu đồng thời hai sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là tôi không hiểu là con bạn bạn không nói rõ ở đây nhưng mà có lẽ cháu vẫn đang tuổi nhỏ, cho nên là bạn có thể dùng cái gói cốm Puritin 2 là cho cháu ngày một đến hai gói tùy theo lứa tuổi của cháu. Và cái thứ hai nữa là cái tình trạng dối loạn tiêu hóa nữa thì bạn có thể bổ sung thêm cái Men vi sinh mà Men vi sinh mà tôi thấy là có hiệu quả nhất hiện nay à, cải thiện được cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của trẻ đó là cái Men vi sinh Golden Lab cũng được phân phối bởi công ty dược phẩm dinh gia và cái liều lượng thì bạn có thể cho con dùng khoảng hai gói một ngày và thời gian dùng thì tối thiểu khoảng 3 tuần Nhà sản xuất ạ, à, xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải với những phần tư vấn. Quý vị thính giả thân mến, 60 phút của chương trình trôi qua rất nhanh và chúng tôi đã đến lúc phải kết thúc chương trình rồi. Xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đã đến với chương trình và có những phần tư vấn thâu đáo dành cho quý vị thính giả. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói Cúm tăng chiều cao, tăng cường sức đề kháng Previtin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a cổng bác sĩ tư vấn vn còn bây giờ thì ngọc mai cùng với bác sĩ lê thị hải xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp. Previtin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi.